nhà ngoại giao hàng đầu EU, Josep Borrell nói đến vấn đề an ninh chiến lược lớn với Trung Quốc hôm 12 tháng 5. Theo ông Borrell, EU không thể có quan hệ bình thường với Trung Quốc và Bắc Kinh đối với khối này vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh tranh. Ông nói, Bruxelles và Bắc Kinh đại diện cho hai hệ thống cạnh tranh rất khác nhau. Ông Josep Borrell khuyên dừng lại mọi nỗ lực ngăn cản Trung Quốc trở thành cường quốc thế giới, lập luận rằng điều đó đơn giản là không thể. Thay vào đó, ông khuyến khích Bruxelles tham gia với Bắc Kinh trong khi cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc. Trước đó, ông cũng đề nghị cố gắng ảnh hưởng đến các chính sách của Trung Quốc trên trường thế giới. Điều quan trọng không phải là ngăn cản Trung Quốc trở thành cường quốc thế giới mà là quản lý cách họ sử dụng quyền lực này, quan chức EU nói tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh và Quốc phòng châu Âu tại Bruxelles. Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu của EU được cho là đã kêu gọi các quốc gia thành viên phát triển một chiến lược nhất quán trước tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh, trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ Trăng ngày càng gay gắt theo Financial Times. Tham vọng của Trung Quốc rõ ràng là xây dựng một trật tự thế giới mới với Trung Quốc ở trung tâm, ông Borrell cảnh báo, gọi vấn đề Trung Quốc phức tạp hơn nhiều so với tình hình với Nga. Dấu bé break dấu lớn. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh EU bị cáo buộc có kế hoạch trừng phạt Bắc Kinh vì hoạt động thương mại với Moscow. Đầu tuần này, Financial Times cho rằng Bruxelles có thể nhắm mục tiêu vào 7 công ty Trung Quốc như một phần của gói trừng phạt mới.